19 dân tộc với những bản sắc văn hóa riêng độc đáo. Gần 90 vạn người con đang cống hiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thế hệ không ngừng tiếp bước và trưởng thành. Tất cả cùng chung tay xây dựng và phát triển quê hương, khẳng định bản sắc văn hóa con người Hà Giang trong dòng chảy của lịch sử và sự vận động không ngừng của xã hội. Hà Giang là vùng đất có lịch sử lâu đời, địa bàn sinh sống của 19 dân tộc. Trong suốt chiều dài và chiều rộng kỳ vĩ của không gian và thời gian, con người Hà Giang đã được nuôi dưỡng và hấp thu tinh hoa từ thiên nhiên kỳ vĩ. Ở Hà Giang có thể tìm thấy những cảnh quan tuyệt đẹp mà khó nơi nào có được. Thiên nhiên tươi đẹp đã hình thành nên lối sống chan hòa với tự nhiên, dựa vào nhau để cộng sinh trong suốt quá trình phát triển của các tộc người ở Hà Giang. Nhưng giữa con người với tự nhiên chưa bao giờ là một mối quan hệ hoàn toàn thuận chiều. Những ai đã từng công tác ở vùng cao mới cảm nhận hết cái khắc nghiệt của địa hình, khí hậu, thời tiết. Ít đất, hiếm nước, mùa khô kéo dài, mùa mưa dễ gây sạt lở. Những khó khăn, nguy hiểm từ thiên nhiên tưởng như sẽ nhấn chìm con người trong công cuộc mưu sinh. Nhưng không, chính sự khắc nghiệt ấy tạo cho con người Hà Giang đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, kiên cường bám trụ với thiên nhiên, chống chọi với nghèo đói, lạc hậu, sáng tạo trong lao động sản xuất để quyết tìm cho mình những hướng đi mới. Trong hoàn cảnh không gian xung quanh, chỉ toàn đá, tai mèo, sắc nhọn, đồng bào vùng cao nguyên đá ở Hà Giang sáng tạo ra kỹ thuật thổ canh hốc đá, được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc tính cần cù, chịu khó và sáng tạo trong lao động sản xuất đã giúp họ vươn lên làm chủ cuộc sống. Đấy cũng là sự gắn kết thiêng liêng giữa con người với thiên nhiên. Bàn tay lao động cần cù sáng tạo của con người còn tạo ra công trình kỳ vĩ. Những thửa ruộng bậc thang trải dài bất tận như cung đàn ngân giữa đất trời đã được công nhận là danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Sống giữa thiên nhiên kỳ vĩ nhưng khắc nghiệt, lịch sử của mảnh đất Hà Giang cũng nhiều thăng trầm như chính công cuộc chế ngự tự nhiên của con người. Lịch sử hành chính Hà Giang có thể xem mốc khởi đầu vào ngày 20 tháng 8 năm 1891 với quyết định của toàn quyền Đông Dương De La Đét Xăng chia khu quân sự thứ hai thành 3 tiểu quân khu, trong đó có tiểu quân khu Hà Giang. Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 25 tháng 12 năm 1945, tỉnh Hà Giang hoàn toàn được giải phóng, đảng bộ và chính quyền cách mạng được thành lập. Song hành với cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết chiến đấu chống lại các thế lực phản động để bảo vệ thành quả cách mạng. Cũng trong giai đoạn này, thanh niên các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết với thanh niên 5 tỉnh Việt Bắc, đem sức người nhỏ bé chọi lại với sức mạnh của biển đá nghìn năm để thi công mở con đường hạnh phúc. Qua hơn 6 năm thi công, con đường được hoàn thành vào năm 1965 và được Bác Hồ đặt tên là con đường hạnh phúc. Ngày 26 tháng 3 năm 1961, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Hà Giang vinh dự, tự hào và phấn khởi được đón Bác Hồ lên thăm. Đặc biệt trong 8 điều Bác căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang chứa đựng tư tưởng nhân văn sâu sắc về xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân, chăm lo con người và trách nhiệm của đảng viên. Đó là kim chỉ nam, là niềm tin để toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu chăm lo đời sống, phát triển quê hương ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu. Đất nước đã hòa bình thống nhất, nhưng miền biên giới Hà Tuyên vẫn chưa yên tiếng súng.
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989. Sống bám đá, đánh giặc, chết hóa đá, bất tử. Lời thề năm xưa của người lính Vị Xuyên cho tới hôm nay vẫn luôn được nhắc nhớ, không chỉ là ký ức thiêng liêng mà còn là nguồn sức mạnh lớn lao thúc đẩy các thế hệ tương lai tiếp bước. Quá trình đấu tranh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới trải theo suốt chiều dài lịch sử là một yếu tố quan trọng hun đúc nên bản sắc con người Hà Giang. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý thức dân tộc sâu sắc, sự kiên cường, bền bỉ, tinh thần đoàn kết, gắn bó yêu thương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thách thức để đi đến thắng lợi cuối cùng. Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử, cùng với sự phát triển về mọi mặt của xã hội, cho tới hôm nay, đồng bào 19 dân tộc Hà Giang vẫn luôn gìn giữ được giá trị bản sắc riêng với nhiều nét độc đáo, đặc trưng và quyến rũ, thể hiện rõ nhất ở hệ thống các lễ hội độc đáo, đặc sắc. Trong các lễ hội ở Hà Giang, có thể tìm thấy lịch sử, thế giới quan, sự cố kết cộng đồng của từng dân tộc, thể hiện qua các nghi lễ tâm linh, sự tài hoa khéo léo, thể hiện trên trang phục, trang sức, tâm hồn lãng mạn, phóng khoáng, tình cảm, vốn tri thức dân gian phong phú, thể hiện trong dân ca, dân vũ. Đến Hà Giang sẽ bắt gặp những kiểu kiến trúc đặc trưng của mỗi tộc người. Tập quán sinh sống, lao động sản xuất cũng tạo nên cho Hà Giang nhiều làng nghề thủ công đặc sắc cùng một nền ẩm thực phong phú đa dạng. Năm 2010, cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Năm 2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận danh thắng quốc gia. Tính đến nay, tỉnh Hà Giang đã có 3 bảo vật quốc gia, 61 di tích được xếp hạng, 40 di sản văn hóa phi vật thể được phục dựng, 131 di sản văn hóa vật thể và 446 di sản văn hóa phi vật thể được xác định, đánh giá, ghi danh. Trong đó có 27 di sản được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, di sản văn hóa thực hành then Tày Nùng của Hà Giang đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng với 10 tỉnh thành khác. Đấy là những con người hết sức chân tình, đấy là con người hết sức thân thiện. Và tôi nghĩ rằng là ngoài câu chuyện đó thì là những con người mà sống ở nơi địa đầu Tổ quốc ấy, thì đấy phải là những con người yêu nước rồi, đấy phải là những con người can trường rồi. Hà Giang đã có rất nhiều cách làm hay, sáng tạo để trong việc là định vị cái hình ảnh của Hà Giang trên bản đồ Việt Nam. Tất cả chúng ta là mến yêu Hà Giang, và Hà Giang là có một cái gia tài về âm nhạc dân gian rất là phong phú. Mọi người muốn khai thác, muốn thể nghiệm, muốn thưởng thức và thậm chí là muốn mang nó để khoe diễn với khắp mọi nơi, ở không những ở trong nước mà thậm chí cả quốc tế nữa. Sự quan trọng của văn hóa để thúc đẩy kinh tế, thúc đẩy đời sống phát triển, và cái mục tiêu là làm sao để xây dựng những con người mới, con người mà góp phần để xây dựng của cuộc sống mới. Và tôi cho rằng là chúng ta mạnh dạn, Hà Giang sẽ là bằng cái truyền thống, bằng cái tiềm lực sẽ đi lên từ văn hóa. Thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc, lịch sử hào hùng đã phác họa một vùng đất trải qua bao thăng trầm mà vẫn đơn thuần, tinh khôi và luôn rực tràn sức sống. Hà Giang hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ để đạt tới giá trị thành công bền vững, tiếp nối truyền thống để kiến tạo tương lai. Thế hệ con người Hà Giang quyết tâm gìn giữ những di sản mà cha ông để lại, phát huy các giá trị văn hóa, hoàn thiện phẩm chất con người Hà Giang trong hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới, xứng đáng là điểm tựa vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc Việt Nam.